Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình là Mèo Fundami đây. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi tem ngụy ngay giai đoạn đầu. Trong đây là ngày 1 nha. Thì chơi tem ngụy thì anh em sẽ có hai con để mà chơi. Một là trường hợp trương liêu, là combo anh em chơi theo kiểu combo. Trường hợp trương liêu là combo mạnh nhất thiên về bắt lẻ người sao. Thường thì trong danh tướng ba quy thì chủ lực nó sẽ không đứng ngoài sao mà nó sẽ đứng ở phía trước, bởi vì nếu mà người ta muốn đi ải không tốn sao ấy thì người ta thường hay để chủ lực phía trước, kiểu như là không bị mắc sao ấy. Đây như là con quách gia với con hương hương mình này để hồi trước. Ok, con hương hương đó là hiếu nên để cho anh em ạ. Còn tem thứ hai đó chính là tem cũng được nhiều người khuyên dùng, đó chính là Tào Tháo và Tư Mã Ý, Tào Tháo và Quách Gia. Tư Mã Ý thì về sau thì anh em tích thì anh em có thôi đó, em có các kiểu, rồi sau đó anh em muốn chơi thì anh em chơi, không chơi thì thôi cái gì. Rồi còn thứ tem thứ ba nữa chính là Hà Hầu Đôn và Tào Nhân thì cũng thấy ít người chơi anh em ạ. Đấy, Hà Hầu Đôn Tào Nhân thì mình thấy là gần như không ai chơi luôn, nhưng mà cái khả năng hồi máu của Hà Hầu Đôn thì nó rất là kinh đấy. Mình nghĩ là trong PK cái khả năng hồi máu của Hà Hầu Đôn nó sẽ giúp đây chuyển 30% sát thương thành HP bản thân, gây 255% sát thương nhưng mà đánh hai thằng nha anh em. Đó rồi sao này, anh em kéo xuống thì anh em sẽ thấy là phản đòn này, phản đam này là cộng 5 mở rồi, còn trong chơi bao quy là cộng 8. HP cái phản đòn tiếp này, rồi đến cộng 12 thì sẽ chỉ 50% sát thương phản đòn hay HP bản thân. Nói chung là con này về con này anh em nuôi thì nó trâu và là luôn, anh em lên đam thì nó trâu, còn anh em lên hũ nó cũng trâu luôn, nhưng mà anh em lên đam thì nó sẽ được cái trâu nhất nha anh em. Đam nhưng mà pha tí tăng phát kiểu nào cũng vừa đam vừa tăng thôi. Và cũng có một cái nữa đó chính là con hứa chữ này, đây hứa chữ này anh em ulti này gây cho tất cả địch hàng chứa 163% đam và một đòn đánh thường. Em để gì thôi chứ thật ra 163% đam của con hứa chữ nó hơi hốm luôn nè, mình cũng chả biết tại sao nữa. Mình không ép bữa kia, mình không ép đồ luôn, nhưng mà đam của hứa chủ rất là kinh nha nè. Đó còn con điển vi này thì mình thấy là cũng không ai chơi, chủ yếu là người ta chơi trường hợp nhiều, để trường hợp vách da nhiều thôi. Còn mấy con kia thì mình chả thấy người ta chơi trường hợp vách da chăng cơ, chả biết sao cái con chăng cơ lọt vào nữa, nhưng mà có người chơi nè. Ok thì tem ngụy giai đoạn đầu thì nó sẽ như thế. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái mấy cái kiểu như thì giờ tem ngụy thì anh em cố gắng kiếm được con quách gia, không cần phải giai đoạn đầu nên mà về cuối hay sao cũng được. Đấy con này là anh em phải cho nó để nó ở trên cái slot số 1. Slot số 1 của con quách gia này nó có tác dụng, đó chính là nó sẽ đi trước, nó sẽ làm cho tất cả những tướng địch của đối phương sẽ bị tỷ lệ phần trăm dính hiệu ứng câm lặng, làm cho đối phương bất lực không skill được anh em ạ. Đấy mà skill giai đoạn đầu thì nó đã đam chính hết, cho nên là skill ấy, nó quan trọng hơn đánh thường rất là nhiều trong giai đoạn đầu nha. Rồi ok, và sáng tiên mình sẽ group S10 luôn cho nó hơn tí, group thêm 14 lần nữa nhưng mà không sao cả, sẽ group luôn để coi ra tướng ngụy không. Rồi cái đi góp thêm dài phát nữa để coi ra tướng nguyện rồi, quan trọng là tướng cao thôi nè. Cái kia không sao, có kia miên bảo dần đòi cái góp đi. Và cái ăn ở đây DC này nice, được một tăng một vàng khốn nạn tặng ở xe đó. Thì cái ăn ấy, cái ăn mà đánh boss ra thì mình cũng hơi bị cay nè, mà bọn kia mua nha nó ui quay 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 ra ngoài nè. Ok, có nạn rồi, giả hủ rồi, tất cả có tới ba con luôn, Ngô Huần và Ngụy, nhưng mà không sao, hai được con quan ngân bình này nè, con quan ngân bình này nó tù á, con quan vũ tù á. Rồi ép anh giả hủ vô, kiểu như tướng cao thì mạnh hơn anh em. Hà Hậu Uyên rồi, từ từ để mình set up cái kiểu đây.
80% quay số chúng được. Giai đoạn đầu anh em không cần phải chơi theo team làm gì cả. Đấy, anh em cứ chơi theo kiểu này nha. Chơi theo kiểu này cho mình. Bởi vì anh em chơi theo kiểu này ấy, thì anh em sẽ được cái đó chính đạo, anh em có nhiều tướng cao trên đội hình, anh em sẽ mạnh hơn mấy thằng mà chơi kiểu mấy thằng tướng tím mà kích viên anh em. Nhưng mà chơi theo kiểu, nhưng mà nếu mà anh em hên, anh em có được tất cả ngụy, anh em đem kích viên thì nó sẽ lời. Đây gọi là lời quái nồi luôn anh em ạ. Rồi. Ôi. Thì tách bọn kia rồi đó. Anh em nên ưu tiên là mấy con hắm xài thì anh em nên tách ra tướng hộp nha. Còn mấy con cam giai đoạn đầu thì anh em đừng có tách. Vì mấy con cam giai đoạn đầu thì nó cần thiết lắm. Để cứ tách ra hết đi. Trừ mấy con cam với mấy con đỏ nếu anh em có thôi. Mà chắc không hồi nào có con đỏ trong ngày 1 đâu. Trừ khi nó mua mảnh của boss kìa. Đây mảnh boss tới giờ chắc còn bán hả? Đéo nào mua đâu. Ôi. Tá tự kìa. Ôi 24k. Nguyên một con tá tự luôn anh em ạ. Chắc phải nguyên một con tá tự luôn. Ồ. Ok, đấu giá server này. Đúng rồi, đấu giá server có khác ha. Đấu giá hẳn một con tá tự trên đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ úp lại cho con giao hữu này. Như mình ôi đây. Anh và anh em cũng nên cầm cái cầm cái lì xì nha. Khi mà anh em vào cái liên minh rồi ấy, thì việc của anh em đàm tới chính đàn ngồi và canh lì xì thôi. Đấy là nhiều nhiều đâu. Tất nhiên chúng ta sẽ không là sống như một thằng ăn bám rồi, chúng ta cũng phải cống hiến để cho bang 200 vàng, và chúng ta xài 100 vàng để chúng ta cho bang lì xì. Cái này người ta gọi là có qua có lệ anh em ạ. Chứ anh em không nào sống theo kiểu ích kỷ kia được. Rồi kệ đi. Không nên cầm ba được, nhưng mà nó sẽ làm cho team mình đi ải đó, sẽ không bị ba sao. Thế không mà không bị dưới ba sao chứ. Còn mấy cái hoạt động này, đấy cúp chiêu mộ thì được này, thì mấy cái hoạt động này thì coi như là anh em tùy nha, giàu thì làm, còn không giàu thì thôi. Đấy, giàu làm không giàu thì bỏ, còn cái yến tiệc này thì anh em không bao giờ mà bỏ được nha. Yến tiệc này thì nó rất là quan trọng. Em làm bỏ đó đi thì ăn là bùi đấy. Thế cái tặng tặng lên đợt này, có khi một ngày các bạn sẽ không kiếm được 20 thằng, nhưng mà các bạn phải cố gắng kiếm cho được 20 thằng, bởi vì cái cục tinh lực lan ấy nó rất là quan trọng nha. Nó cộng 25 tinh lực, còn nó cộng 10, nhưng mà cái 10 đó nó rất là giá trị. Rồi nhắc tới bang thì mình sẽ vô bang luôn. Rồi vô bang em sẽ thấy đó chính là có mấy cái mục đó chính là hiến tế quân đồ này đó. Anh em cấm 200 nha, 200 vàng cho bang mình mau lớn phát mạnh, lớn mạnh phát triển để cho đứng tốt anh em. Anh em muốn đứng tốt, muốn đứng tốt mà toàn cống hiến cùi không làm mà đòi có ăn thì bị kích đấy. Rồi đây đâu lâu anh em vô đây, anh em mở đi xì này đó, một người vì mọi người đấy. Ok, boss này thì 7 giờ tối anh em vô đánh nha. Còn cái tiệm vương đòn này thì anh em có thể mua cũng được, không mua cũng được, chả quan tâm. Nhưng mà mình phiên anh em là nên mua bằng cái bạc đó, nên mua bằng bạc nha. Nhưng mà nè đó, mua bằng bạc, mua bằng bạc đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua tướng đấy. Bây giờ tướng thì chúng ta sẽ mua bằng cống hiến nha. Tướng chúng ta có hào đôm này, tạo nhân này, hứa chữ này, tất cả những con cơ bản, trong đó có cả chương hộp, chương liêu, hứa chữ, điển quy, hạ hào đôm, tạo nhân, những con mà mình nói là được chơi nhiều nó đều xuất hiện trong đây, trừ con quách gia của mình ra. Quách gia của mình là đánh trăm bê kè đó. Thì con đầu tiên anh em đấy đó chính là chương hộp. Ôi nó có kích gì nữa này, ngon phết. Cái chương hộp này thì nó được cái chính đã đánh hàng sao với đường sát thương rất là cao, nó là chai nha anh em, là chai. Rồi đánh hàng sao sau đó bản hàng hồi một nộ, có nghĩa là nó sẽ có tỷ lệ đánh hàng sao liên tục vào luôn, và lên cộng 5 thì sau khi sử dụng kỹ năng sẽ được cái một cái khiên vô địch, có nghĩa là trong lượt đó nó sẽ không bị mất máu luôn cho tướng yếu nhất. Nếu như nó chỉ còn một mình nó thì nó sẽ là tướng yếu nhất nha, nó sẽ được bắt tử khá là khá nha, duy trì hai lượt. Để nếu trên chiến trường mà chỉ còn lại chương hộp thì không phải di chuyển vô địch. Mình số giờ rồi, không cảm không cảm. Ok, cái còn mấy cái này thì nó cũng chả cái gì hết cả. Khi vô địch thử bị xóa một lần, chỉ được xóa cho một lượt. Để em hiểu, nhưng mà con chương hộp này được rất nhiều người chơi nha anh em, kiểu như là nó là tướng support, nhưng mà sát thủ support, hiện giờ sát thủ support.
Vậy còn con chuông liêu này thì nó sẽ gây cho nguyên một cái hàng mà sao luôn anh em ạ. Đấy. Còn cái thì chỉ cái nàng sẽ thêm một đòn đánh thường, mà đòn đánh thường nó không hồi nộ, và mỗi đòn diệt mục tiêu bản thân sẽ tăng 16%. Đây là cái thứ đào nên thương hiệu của chương liêu, nó chỉ cần anh em chỉ cần nuôi chương liêu thôi sẽ được 16% đó. Mình thì sẽ lấy hết bọn này để mình kích duyên thôi, chứ mình sẽ chơi theo kiểu là hạ hầu đôn đó, không có tào hái ở đây hay bù, nhưng mà sẽ chơi theo kiểu hạ hầu đôn và tào nhân nha. Hạ hầu đôn hút máu ghê lắm anh em, mặc dù có nhiều người chơi con chương hộp nhưng mình sẽ chơi hạ hầu đôn. Đây cái tem này thì nó cũng là thiên về khống chế này, giảm nộ này, đây gây choáng này, còn hàng hạo đô mình hút máu, kiểu như là hai này chơi nhau thì tạm biệt hàng giữa tem lịch. Đây, nó nhiều á, mua mỗi ngày mua 10 bành, ok kệ luôn, 10 lần con chương hộp, 10 lần chương liêu nha. Đấy đi theo kiểu gì thì nó sẽ kích duyên, và kích duyên thì lực chiến nó sẽ tăng lên nhanh nè. Anh em có cần cái con mà nếu mà anh em chơi hào lô mới thì anh em lấy con tàu nhân nha, mình lấy con chương hộ bởi vì nó kích duyên rồi, mình nhét ra vô tem thì nó sẽ kích duyên với thằng chương liêu nữa đó, tăng lực chiến lên thì chúng ta mới có thể đánh đấm hắn người ta được. Đột phá đơn này, xưng hoa này, kích duyên này, sổ tướng này, và anh em cũng quan trọng đó chính là trong sổ tướng luôn. Sổ tướng thì anh em bấm vào thì anh em sẽ kiểu như là nói cái đéo gì mà quên mất tiêu rồi, nhưng mà anh em sẽ sao ta, kiểu như là anh em sẽ được kích cũng giống như là kích viên, nhưng mà cái kích viên này nó đặc biệt chính là anh em dục con này đi thì nó vẫn còn cái kích viên đấy. Đây thì cái đó người ta gọi là sổ tướng anh em ạ, giả hủ. Thôi ở đây chúng tôi không chơi quần. Đây tàu nhân này. Đó trong đúp mua này thì anh em nên mua lái và mua mấy con bên cái tem mà anh em chơi. Còn mình thì đang là tem ngụy nên mình sẽ lái qua tem ngụy để mà mình chọn mấy con tem ngụy nha. Thì một ngày nó có 20 lần thì anh em cố gắng đi làm sao đủ 20 lần cho mình để kiếm được nhiều mảnh nhất có thể. Mảnh răng bình á. Răng bình nghĩ cũng chả cần. Đó, anh em cứ cố gắng tích 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 cái kiểu. Còn mình thì trong cái video này thì mình nói thôi, và cái quan trọng nữa hơn đó chính là hơn quan trọng hơn phó bản ngày nhiều, đó chính là cái leo tháp này. Anh em leo tháp này thì nó có cái lợi thế, đó chính là anh em sẽ được sắt. Anh em lấy sắt này anh em vô cái tiệm anh em sẽ mua được đồ, mình phiên anh em đừng có mua đồ xanh làm gì cả. Chơi game này mà úp đồ thì úp điều ấy, thì ăn đồ bùi. Ok, em nên úp một con duy nhất. Đồ tím này, đồ cam này, mấy thứ này quá là tầm thường rồi, đừng có mua làm gì cả. Bởi vì đồ tím, đồ cam mới vô cho con mạnh nhất của mình rồi. Đây, nó mặc dù nó chỉ cho là cái cây cung phò thôi nhưng mà kệ đi. Đây, anh em quan trọng là cái này, trang bị tinh. Mua mỗi ngày mua 10 cái. Đấy, anh em có thể mà mua mấy cái trang bị thì cần cái trang bị tinh này. Còn cái lá điện ấy thì anh em nên mua nha. Em cứ ép full đá luyện cho mình, chừng nào mua hết đá luyện rồi thì ngưng, ngày mai mua tiếp, chứ đừng có mua hết đá luyện rồi kiếm mấy thứ khác để mua, cái đó không nên đâu đó. Chứ là một ngày thì anh em sẽ có 5 lượt đánh tinh anh, thì anh em nên đánh hết cái tinh anh, đừng có lười. Bởi vì nếu mà anh lên đùi thì anh em sẽ kiểu như là cay, đúng nó hẳn là cay. Chứ anh em nhận ra là tại sao mình đã có thể làm những pha highlight đi vào đồng người gì kiểu gì. Ok, và cũng như là vấn đề đi ải và ải tinh anh thì một ngày cái ải tinh anh em đi được 4 lần thì anh em nên đi hết, nó sẽ được 400 vàng free cho anh em. Còn cái ải thường thì anh em đi 3 sao thì anh em nên cái này không có như OBG ba quy không có đáy cái đá, em hết đi thẳng đấy thì anh em đi đấy rồi cái bùa ấy. Còn nếu anh em không muốn đi thẳng, nó muốn đáy 3 sao thì cứ lấy 3 sao, cái đó thì tùy anh em thôi, cái này thì tôi không ép được. Nhưng mà nói chung là game nào cũng vậy, anh em nên tích ngọc, ý tích kim nguyên bảo chứ. Đợi tới một cái event nào đó thì anh em sẽ tiêu cái gì thôi. Nếu không có event tiêu thì anh em sẽ tiêu vào cho những cái khác mà sau này anh em thấy là cần thiết hơn. Còn chơi lần đầu này thì cái gì cũng cần, anh em cố gắng vượt qua mà không cần tiêu. Và sau này thì anh em sẽ thấy khỏe và anh em muốn tiêu thì anh em tiêu thôi. Đấy nghe cái là dễ và đơn giản đúng không nào. Rồi. Ok.
Video này của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thích video này đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh, chia sẻ video này. Không bao giờ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.